Điện máy Yên Phát xin giới thiệu sản phẩm máy đầm đất Husqvarna HR75EI20. Đây là chiếc máy có công suất hoạt động lớn, phù hợp với các đơn vị xây dựng để thi công nền, sàn nhà, mặt đường, v.v., đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của công trình. Máy có trọng lượng là 80kg, sử dụng động cơ xăng Robin EI20, công suất 5 HP cho khả năng hoạt động mạnh mẽ và bền bỉ. Bên cạnh đó, do không phụ thuộc vào nguồn điện cho nên rất thuận lợi để làm việc tại các công trường ngoài trời. Khi hoạt động, HR75EI20 có lực đập là 14.000kg, tốc độ đập nhảy đạt 640-680 lần trên phút, tốc độ di chuyển 10-13m trên phút và biên độ nhảy cao đạt 40-80mm. Với các thông số này thì máy được đánh giá là khả năng nén ngang bằng với một chiếc xe lu hay một chiếc máy đầm cỡ lớn. Máy có hiệu suất làm việc cao giúp giảm thiểu sức lao động, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Husqvarna HR75EI20 được thiết kế với dạng mặt đầm vuông, kích thước đế đầm là 34x28,5cm, có khả năng đầm và nén các loại nền, đất, móng, sàn của công trình ở mức độ chặt nhất định. Hoạt động được trên cả nền đất khô và đất ướt, cả trên nền đất nghiêng như là kênh mương, cột điện, đường ống nước, v.v. Các bộ phận của máy được thiết kế chỉnh chu, đạt đến độ hoàn thiện cao đến từng chi tiết. Thiết kế khung máy chắc chắn, chống va đập tốt và bền bỉ trước các tác động của môi trường bên ngoài. Nắp bảo vệ bằng nhựa công nghiệp siêu cứng bảo vệ cho hệ thống máy móc bên trong. Tay đẩy chắc chắn. Các công tắc tắt mở và tay ga được bố trí khoa học, dễ sử dụng. Hệ thống bình xăng có đầy đủ van khóa. Bộ phận làm hơi, hệ thống mô men xoắn. Và sau đây là thao tác sử dụng máy. Hiện máy đầm đất Husqvarna HR75EI20 đang được phân phối tại Điện máy Yên Phát với mức giá phù hợp. Anh chị muốn mua hàng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hoặc để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.